Chào mừng bạn đã đến với video hướng dẫn của iGroup Blog. Tôi là Đức Anh. Ở video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để tạo ra được một gian hàng trực tuyến trên website của bạn. Để làm được điều này, trước tiên bạn hãy đăng nhập vào quyền quản trị website của bạn trên hệ thống. Trước tiên, để làm được một cái website về bán hàng trực tuyến, bạn hãy cần phải bật tính năng này lên bằng cách bạn hãy kích vào phần cài đặt trên góc phải màn hình. Trong giao diện cài đặt, bạn hãy kích vào phần plugin. Bạn hãy tìm ở trong các cái tính năng này một tính năng là cửa hàng trực tuyến. Bạn hãy bật lên, khi bạn thấy cái nút này nó chuyển sang màu xanh nghĩa là ok, bạn có thể sử dụng tính năng cửa hàng trực tuyến. Bước tiếp theo bạn phải làm đó là chọn một giao diện phù hợp để làm một website bán hàng. Bạn hãy kích vào phần thiết kế để có thể chọn giao diện. Bạn chọn giao diện. Trên hệ thống hiện nay đang tích hợp 126 giao diện, vừa cho blog, vừa cho bán hàng và một số cái giao diện về landing page khác. Để làm website về bán hàng trực tuyến thì bạn nên chọn một số giao diện như sau. Giao diện thứ nhất đó là bạn có thể tìm đến giao diện đó là e-commerce. Đây, giao diện e-commerce rất thích hợp để làm các cái website về fashion, bán quần áo hay là những sản phẩm về thời trang, hoặc là giao diện Emax Store cũng phù hợp để làm website về bán về hàng thời trang. Còn một giao diện nữa bạn có thể lưu ý đó là tìm đó là giao diện WooCard. Giao diện này thì rất là thích hợp với những cái website bán về đồ điện tử, điện thoại hoặc là một số cái đồ khác về công nghệ. Như ở đây mình sẽ chọn giao diện WooCard để làm giao diện mẫu cho bài hướng dẫn. Máy kích vào kích hoạt. Sau khi kích hoạt xong giao diện, bạn hãy tạo giao diện mẫu cho website bằng cách là bạn hãy kích tiếp vào cái giao diện đó và chọn phần theme option. Ở trong giao diện theme option, bạn hãy kéo xuống cuối cùng. Ở cái thanh ra công cụ bên trái này có một phần là import export. Bạn hãy vào đây để lấy được cái giao diện mẫu cho website. Như giao diện WooCard này đang có hai mẫu giao diện rất đẹp. Bạn có thể kích vào view demo để có thể xem giao diện mẫu. Đây là giao diện mẫu của website. Sau khi bạn import thì bạn sẽ có giao diện mẫu này và bạn chỉ việc chỉnh sửa nó thôi. Hãy kích vào phần import theme option widget và content. Cái phần này thì nó sẽ lấy cho bạn đầy đủ tất cả những cái từ cài đặt này từ đến nội dung mẫu và bạn có thể chỉnh sửa một cách dễ dàng. Đây, mình sẽ kích vào phần import và ấn ok. Hãy đợi một chút.